Xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với kênh Game Mobile. Hôm nay mình sẽ soi thông tin thuộc tính của một acc võ đang có cách build cực kỳ chuẩn tại cụm server của mình. Và cụm server của mình chính là cái máy chủ S250. Thì để đánh giá card này có build chuẩn hay không thì mình sẽ không dựa vào cái quan điểm cá nhân của mình, mà mình sẽ dựa vào sự đánh giá từ rất nhiều người khi chạm mặt trực tiếp với cái acc võ đang này. Thì rất nhiều người khi đi các hoạt động mà gặp cái acc võ đang này đều phải thốt lên một điều là: ô, cái acc này sao nó trâu quá vậy, hoặc là ô sao cái acc võ đen này nó mạnh quá vậy, hoặc là có thể nói là ô sao nó đánh tao chạy không kịp đó. Và điều đặc biệt là cái acc võ đen này, nếu mà so với những cái acc top lực chiến tại cụm server của mình á, thì cái mức lực chiến nó thua rất là nhiều. Nhưng mà xét về thực chiến thì có thể lật kèo với những cái acc mà nó hơn cái acc võ đen này khoảng 2-3 triệu lực chiến là một chuyện rất bình thường, và thậm chí là có thể ăn được những cái acc hoa sơn mà với mốc lực chiến là ngang nhau hoặc có thể hơn khoảng 500 đến 1 triệu lực chiến nha các bạn. Đó, thì nếu như các bạn không tin thì các bạn có thể về cụm server của mình và các bạn hỏi một vài người nào đó về cái acc võ đan này, chắc chắn người ta sẽ biết đến tên của acc võ đan này. Và ở đây thì mình sẽ xin che cái tên của nhân vật này lại nha các bạn, tại vì cái clip của mình là cái clip mang tính chất là soi mói đồ của người khác, thì mình nghĩ có thể là chủ acc sẽ không thích cái điều này. Nhưng mà do mình cảm thấy cái acc này nó quá mạnh, build quá chuẩn, do đó mình muốn share cái điều này đến cho các bạn. Hy vọng là một số bạn yêu thích môn phái võ đan thì các bạn có thể xem clip này để tham khảo, để tìm một cái cách build nào đó cho cái acc của mình nó sẽ khỏe hơn, trâu hơn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi vào vấn đề chính, đó là mình sẽ soi cho các bạn xem những cái thông tin thuộc tính của cái acc này. Rồi bây giờ mình sẽ soi theo thứ tự nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ soi về những cái thuộc tính tẩy luyện trang bị đến đá hồn, rồi mình sẽ đi đến cái trang bị thú cưỡi, kinh mạch, môn khách, và cuối cùng là tuyệt học nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ soi các bạn cái nón trước nè. Thì các bạn thấy cái nón là đồ hoàng kim, và các bạn thấy là bật lên tới 13 rồi, là nâng bật cái nón tới 13. Thì các dòng các bạn thấy ở đây, mình thấy có một cái dòng rất là lạ, đó là sử dụng cái dòng kháng tỷ lệ chón các bạn. Đó, này thay cho cái dòng kháng tỷ lệ bạo kích, có nghĩa là bỏ luôn cái dòng tỷ lệ kháng bạo kích ở đây. Rồi về đá hồn thì các bạn thấy nè, acc này đi theo cái đường là build khảm, full khảm luôn các bạn. Nó là build full khảm luôn, tất cả những viên đá level 5 là cho lên cao hết, mình thấy như vậy. Này các bạn thấy không? Đây là những cái viên đá hồn. Đó, các bạn thấy những cái viên đá level 5 này cho lên cao hết. Phải nói là cái này nó cũng rất là tốn kém nha các bạn. Đây. Rồi mình sẽ đi đến cái bao tay nha. Thì cái bao tay các bạn thấy cũng là đồ hoàng kim và bậc đã lên tới 12 rồi. Đó, thì tăng bậc cái bao tay để lấy thêm cái chính xác, và các bạn thấy nè, đây là các dòng tẩy luyện. Thì ở đây cái bao tay thì cái acc này sẽ lấy thêm cái dòng kháng tỷ lệ tàn phế nè các bạn. Đó. Rồi, đá hồn ở đây thì các bạn thấy là bỏ luôn cái viên tăng tốc độ đánh đó các bạn, đó là cái viên gì nhỉ, Lý Thiên Mục. Rồi sử dụng tới 3 viên Dương Hy Liệt luôn để tăng thêm cái thời gian thuộc tính lên, và những viên đá còn lại đó, đó là những viên đá tăng linh hoạt, tấn công và phản đòn miễn thương ở đây. Rồi tiếp đến là mình sẽ soi cái áo nha các bạn. Thì các bạn thấy cái áo cũng là đồ hoàng kim và chỉ là bậc 6 thôi, có nghĩa là ở đây cái acc này sẽ chỉ tăng bậc những món hoàng kim nào gọi là cần thiết thôi nha các bạn, riêng cái áo không tăng. Đây các bạn thấy không, cái áo mình thấy có một cái dòng nó rất đặc biệt ở đây, bạn ấy sử dụng cái dòng là tỷ lệ kháng tỷ lệ bị thương, thay vì nhiều người sẽ dùng một cái dòng đó là tỷ lệ kháng bạo kích, thì ở đây cái acc này sẽ không dùng cái dòng tỷ lệ kháng bạo kích. Các bạn thấy ở trên cái nón cũng vậy nè các bạn, nó không có cái dòng tỷ lệ kháng bạo kích ở đây, và trên cái áo cũng vậy, bỏ luôn cái dòng này. Thì mình nghĩ đó là ý đồ của cái người xây dựng, chứ không phải là họ không tìm được dòng hoặc là ngẫu nhiên đâu các bạn. Đây, và những viên đá hồn đi theo đây các bạn có thể xem. Đây các bạn thấy đá level 5 đã cho lên cao hết luôn rồi. Đây, chỉ có cái viên vương đằng là vẫn còn nằm trung thôi các bạn. Đây một cái viên đá hồn thiên âm, đây là cái viên đá hồn mới ra và nó rất là hiếm, thì có thể là chưa có thôi các bạn. Đó. Rồi tiếp đến là cái đai. Đây cái đai các bạn xem. Đây, cái đai thì nó cũng những cái dòng rất là bình thường, ở đây không có cái dòng nào thay thế hơn được.
Rồi đây là những cái viên đá hồn ở đây, các bạn thấy là tầng thủy hoàng cũng đã lên cao rồi. Riêng cái viên quỷ cốc tử thì vẫn còn trung. Đó, sử dụng một viên Nam Cung Diệt, một viên Hàng Mông. Này các bạn xem. Tiếp đến là cái đôi giày nha các bạn. Đây cái đôi giày sẽ sử dụng đó là né tránh, là sức mạnh thể chất. Này các bạn thấy không? Đó. Các bạn thấy ở đây cái dòng đó là tỷ lệ kháng bạo kích cũng đã được bỏ đi. Đó, thay vào đó là cái dòng né tránh. Này các bạn thấy không? Là tới 3 món đã bỏ đi cái dòng tỷ lệ kháng bạo kích rồi. Rồi đây là những viên đá hồn thì mình thấy acc này sẽ sử dụng hai viên đá hồn tăng nhanh nhẹn các bạn. Đó là hai viên đọt bạo tặc. Vừa tăng nhanh nhẹn và vừa tăng chính xác cho card này. Rồi những viên còn lại tăng nhanh nhẹn và thể chất. Này các bạn thấy. Rồi tiếp đến là mình sẽ đi qua cái vũ khí nha các bạn. Vũ khí thì cái acc này đặc biệt là không sử dụng cái dòng tỷ lệ bạo kích, mà sử dụng dòng tấn công nè, sức mạnh nè, sát thương thuộc tính, tỷ lệ thuộc tính, linh hoạt và hút sinh lực. Đó. Mình thấy là cái cách build này nó rất là lạ so với phần lớn số đông của nhiều người, nhưng mà về thực chiến, rõ ràng thực chiến cái acc này rất là mạnh. Thì do đó cái cách build này mình có thể tham khảo và học hỏi theo. Đó, bây giờ mình sẽ tiếp tục cho các bạn xem. Đây là những viên đá hồn trên cái vũ khí. Đây các bạn thấy là hàng vũ cũng đã lên cao luôn rồi, tất cả đã lên cao luôn các bạn. Này cái acc này chơi khảm rất là nhiều. Tiếp đến là cái dây chuyền, mình chưa cho các bạn xem. Các bạn thấy không, vũ khí cũng chỉ bậc 8 thôi. Mình cho các bạn xem là cái đai. Cái đai bậc 12 để lấy thêm cái kháng tỷ lệ thuộc tính ở đây. Và đôi giày cũng bậc 12 rồi các bạn, trong khi cái áo chúng ta chỉ mới bậc 6 và vũ khí thì bậc 8. Tiếp đến là dây chuyền các bạn thấy cũng chỉ là hoàng kim bậc 6 thôi. Đây dây chuyền các bạn xem, đây là những cái dòng tẩy luyện trên dây chuyền thì nó đi theo những cái dòng bình thường của mọi người luôn. Và đây là đá hồn các bạn. Đây các bạn thấy đường hiệu cũng đã lên cao. Đó, sử dụng thêm một viên đá hồn lôi chấn thiên sơ để lấy thêm cái tỷ lệ thuộc tính. Đó. Rồi tiếp đến là cái nhẫn. Đây các bạn xem cái nhẫn đây. Cái nhẫn cũng chỉ là hoàng kim bậc 6 nha các bạn. Thì ở cái nhẫn này các bạn thấy nó có một cái đặc biệt đó là nó có một cái dòng tỷ lệ bạo kích. Và ở đây cái acc này không sử dụng cái dòng tỷ lệ bạo kích mà sử dụng cái dòng đó chính là né tránh các bạn. Đó, thì cái acc này là một số dòng tỷ lệ kháng bạo kích đã bỏ, rồi bỏ thêm cái dòng tỷ lệ bạo kích ở đây nữa. Có lẽ là cái acc nó đã quá nhiều cái tỷ lệ bạo kích rồi, thì cái chủ acc bỏ bớt và lấy thêm những cái dòng cần thiết khác vào cho cái acc của mình. Đây, tiếp theo các bạn xem về đá hồn, đường dạng đã lên cao rồi các bạn. Rồi, hoàng nhan tông hàng cũng đã lên trung. Đây, có thêm đá hồn Vân Ngạo Thiên nữa các bạn. Đây là một viên đá hồn mới, Vân Ngạo Thiên. Đó, acc này chơi những viên đá hồn rất là xịn các bạn ơi. Tiếp theo là cái ngọc bội. Ngọc bội cũng chỉ mới bậc 7 thôi nha các bạn, không có tăng bậc ở đây. Này các bạn xem, đây là những cái dòng tẩy luyện của ngọc bội. Thì mình thấy nó bình thường, nó đi theo những cái dòng bình thường so với mọi người luôn, không có gì cả. Rồi các bạn xem đây là những viên đá hồn trên cái ngọc bội. Đây có võ tắc thiên. Rồi đá hồn diệp vô tâm. Đây là những viên, cái viên diệp vô tâm này cũng rất là hiếm nha các bạn. Nói chung hiếm so với mọi người thôi, còn ví dụ những bạn nào mà nạp mà cái gói gói tuần á thì chắc các bạn sẽ có những cái này. Này cái quà mỗi ngày chứ. Rồi tiếp theo mình sẽ đi qua cái phù. Đây các bạn xem cái phù nó có gì đặc biệt hay không. Đây bỏ qua né tránh, hiệu suất phục hồi nhanh nhẹn, thể chất, sát thương bạo kích và kháng tỷ lệ choáng. Rồi không có gì đặc biệt nữa các bạn. Cái phù cũng chỉ là phù bậc 6 thôi. Và đây là những viên đá hồn của cái phù. Này sử dụng khúc hà. Những cái viên đá level 5 thì đã lên cao rồi các bạn. Còn cái viên phương công vọng này thì viên này nó hơi hiếm. Đây các bạn xem. Rồi đó là những cái dòng tẩy luyện và đá hồn trên trang bị. Thì các bạn thấy là các này chủ yếu sẽ tập trung tăng bậc hoàng kim ở cái nón, cái bao tay, rồi cái đai, đôi giày,
Đó là những cái món chính nha các bạn. Còn cái vũ khí này thì tăng rất ít. Mình nghĩ là chỉ tập trung vào 4 món để tăng bậc thôi các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ cho các bạn xem về chân nguyên. Đây chân nguyên thì cái hạt này biểu hiệu 8 dòng chuẩn cơ bản. Đó là thể chất, sức mạnh, nhanh nhẹn, linh hoạt. Rồi né tránh cơ bản. Rồi bỏ qua né tránh cơ bản. Tỷ lệ bạo kích cơ bản và bỏ qua tỷ lệ bạo kích cơ bản. Đó là những cái dòng rất là chuẩn và sử dụng cái kỹ đó là thiên địa quy tâm. Rồi các bạn xem thì cái hạt này các bạn thấy là tấn công 29k, thể chất cũng rất là nhiều, 2k7, sức mạnh cũng 2k8 các bạn, và các bạn thấy nhanh nhẹn rất là khủng khiếp tới 3k5, linh hoạt cũng 3k3. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem về đồng hành của hạt này. Thì hạt này sử dụng 4 con đồng hành 3S như sau, đó là con Hoàng Nhan Hồng Liệt đã thức tỉnh rồi nha các bạn. Đây. Rồi một con Hạng Vũ đã có môn cách Hạng Vũ luôn các bạn. Tăng thêm linh hoạt 140 điểm thời gian thuộc tính và tăng thêm sinh lực. Tiếp theo đó là một con Võ Tắc Thiên cũng đã thức tỉnh rồi các bạn. Các con đồng hành này đã thức tỉnh hết. Và một con Quỷ Cốc Tử cũng đã thức tỉnh. Đó là cái dàn đồng hành của cái hạt này. Tiếp theo các bạn xem về đồ ngựa thì hạt này đã full đồ ngựa bậc 6 rồi nha các bạn. Không có gì để nói cả. Rồi kinh mạch thì cái dàn kinh mạch của hạt này nó rất là bình thường. Phải nói là rất bình thường so với những ạc top luôn các bạn ơi. Các bạn thấy không? Đây chu thiên của cái tầng của cái mạch 1 cũng chỉ mới lên 3. Đó, chu thiên 2, chu thiên 2, chu thiên 3 và cuối cùng đó là chu thiên 1 các bạn. Còn những cái huyệt đặc biệt của những cái mạch các bạn thấy nè, nó cũng rất là bình thường, chỉ có cấp 3, 1, 7, 6 các bạn thấy không? Riêng cái khúc cốt thì ạc này đã lên đến 20 rồi, cái nhâm mạch đó các bạn. Đó, mạch thì rất là bình thường so với cái mặt bằng chung của những ạc top. Nhưng mà rất là ghê. Phải nói ạc này đam cực kỳ mạnh, mình không có nói khoác đâu các bạn. Các bạn cứ về server, cụm server của mình, các bạn hỏi thử xem là các mọi người sẽ biết đến cái ạc này. Rồi, nói về môn khách thì mình sẽ cho các bạn xem cái cách đi môn khách của cái ạc này. Đây, thuộc tính cơ bản các bạn xem nha. Đó, tăng kháng cũng rất là đều, kháng kim rồi kháng hỏa rất là nhiều. Tại vì server bây giờ chủ yếu là hệ kim và hệ hỏa, các bạn biết mà, kháng kim kháng hỏa rất là nhiều. Đây các bạn thấy không, tỷ lệ bột kích đến 1k2. Đó, kháng thời gian bị thương. Tỷ lệ thuộc tính, hiệu suất phục hồi 36%, bỏ qua né tránh 600, tỷ lệ kháng bột kích 600. Đó là những cái thuộc tính cơ bản mà môn khách nó mang lại cho cái hạt này các bạn xem. Rồi về thuộc tính tổ hợp thì hạt này sử dụng đó là Hạng Vũ Ngu Cơ sẽ thêm 6% sát thương bạo kích, tăng cái tỷ lệ bạo kích cơ bản lên 50%, đó là cái bộ của Nhạc Phi, Hàn Thế Trung, Lục Vân Long. Đây một cái bộ Dương Ánh Phong, Nguyệt Minh Nhi, Nạp Lan Chân sẽ cho các bạn bỏ qua tỷ lệ bạo kích cơ bản 50%. Một cái bộ của Độc Cô Kiếm và Trương Lâm Tâm sẽ cho kháng tất cả 20%. Rồi sử dụng thêm một cái bộ của Trúc Tử Hư, Hoàng Mộ Vân, Thanh Hiệu Sư Thái, Đao Mộc Duệ sẽ bỏ qua né tránh cơ bản 50% nữa các bạn. Rồi một bộ của Lý Nguyên Bá, Triệu Vân, Lý Quảng sẽ triệt tiêu sát thương cuối 5%. Cuối cùng đó là bộ Kinh Kha Viên Thừa Chí để lấy cái kháng thời gian thuộc tính. Đó là môn khách của cái hạt này. Tiếp đến mình sẽ cho các bạn xem về tuyệt học. Đây thì cái hạt này sẽ đi tuyệt học theo cái cấp tuyệt học chứ không đi tuyệt học theo cái bộ mà những cái mảnh mang lại nha các bạn. Các bạn thấy những cái mảnh, những cái bộ này nó chỉ lấy ở cái cấp 1 thôi các bạn thấy không? Đây. Ở cái hiệu quả của cái bộ 1 thôi. Nó không có kích hoạt lên 5 món hay 7 món gì cả. Chỉ có các bạn thấy cái cấp của tuyệt học lên đến 9, tất cả đều là 9 và riêng cái tuyệt học cuối cùng là ở cái cấp 8 thôi các bạn. Này các bạn thấy không? Tổng kết lại thì mình thấy ạc này sẽ tập trung vào xây dựng ở một số vấn đề như sau. Đầu tiên đó chính là cái phần khảm đá hồn. Thì các bạn thấy ạc này đã cho những cái viên đá khảm lên cao hết rồi. Tiếp đến đó chính là cái phần đồng hành. Thì chúng ta thấy được là đồng hành đã thức tỉnh 100% và đã tăng full những cái ống như là thể chất, nhanh nhẹn, sức mạnh và linh hoạt của những con đồng hành này. Thì các bạn biết là đồng hành nó sẽ hỗ trợ cho nhân vật của mình rất là nhiều. Rồi tiếp theo là đối với đồ hoàng kim thì cái ạc này sẽ không có nâng bậc. Tất cả những cái món hoàng kim này chỉ tập trung vào những cái món hoàng kim nhất định thôi các bạn. Như là nón, rồi bao tai, tiếp theo là đai lưng và cuối cùng đó chính là cái giày. Thì nâng bậc những cái món này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn cần thiết hơn.
và nó sẽ đỡ tốn hơn là các bạn nâng ở những cái bậc này, các bạn tập trung vàng vào những cái món khác thì nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi tiếp đến là các bạn thấy là đồ ngựa. Đây đồ ngựa đã lên full cấp, full bậc rồi các bạn. Đó, tiếp theo là các bạn xem ở cái phần tuyệt học. Thì tuyệt học của arc này sẽ không tập trung vào những cái bộ của những cái mảnh nha các bạn, mà chỉ tập trung vào cái cấp của cái tuyệt học thôi. Đó, tất cả đều đã cho lên cấp 9 và cấp 8. Đó, như vậy mình thấy ở đây chỉ có đá hồn, rồi đồ hoàng kim, bét, rồi tuyệt học. Đó, môn khách thì có một cái phần nữa là một số cái dòng tẩy luyện trên cái trang bị này các bạn thấy nó sẽ hơi khác so với bình thường. Ví dụ như là lấy tỷ lệ kháng chón sẽ thay vào cái tỷ lệ kháng bạo kích nè. Đó, các bạn thấy không? Ở cái đai cũng vậy. À, cái đai thì có ở cái bao tai các bạn đó. Cái bao tai thì ở đây sẽ lấy kháng tỷ lệ tàn phế. Nó sẽ thay cho cái tỷ lệ kháng bạo kích ở đây luôn. Rồi ví dụ như vũ khí thì cũng bỏ luôn cái dòng tỷ lệ bạo kích mà thay vào đó là một cái dòng tỷ lệ thuộc tính hoặc là cái dòng tấn công gì đó. Đó, các bạn thấy là arc này có một cái hướng build rất lạ, phải nói là đi theo một cái đường mà không phải nhiều người sẽ áp dụng, nhưng mà lại mang về một cái sức mạnh rất lớn cho arc này. Phải nói là theo cái trải nghiệm của mình thì mình cảm thấy arc này rất khủng khiếp các bạn, so với cái mức lực chiến với mốc lực chiến là 11 triệu 3, nhưng mà lại mang một cái sức mạnh tiềm ẩn rất là cao. Đó thì chính vì điều này mình mới làm video này, mình chia sẻ đến cho các bạn. Còn nếu những bạn nào không tin hoặc nói là arc này so với những arc khác, server khác thì nó như thế nào đó thì mình không rõ. Nhưng mà thật sự trong cái cụm server của mình mà những người đã từng giáp mặt đối đầu với arc này thì đều phải công nhận đây là một arc rất là trâu, rất là khỏe. Ok, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho các bạn về cái arc võ đan này. Thì mình hy vọng là cái video này sẽ giúp ích cho những bạn nào mà yêu thích cái môn phái võ đan, sẽ có thể tham khảo được cái bài chia sẻ của mình, có thể áp dụng được vào cho các arc của mình, thì hy vọng sẽ giúp các arc của các bạn sẽ trâu hơn, khỏe hơn và giúp cho các bạn yêu thích cái môn phái võ đan này hơn. Ok, video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thích video của mình hãy nhớ like, share và đừng quên subscribe kênh của mình để nhận được những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.